chân nó cứng, kéo từ từ từ. Vâng, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Một Chân. Thì ngày hôm nay Phi đến thăm lại cái hoàn cảnh của anh Hoàng Nguyên Trung, 43 tuổi, hiện ở tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam. Thì hoàn cảnh của anh Trung là bị tai nạn mấy năm trước, bị dập tủy sống cổ, liệt tứ chi, nằm một chỗ. Hoàn cảnh của anh Trung Phi chia sẻ cũng khá là nhiều. Hôm nay cũng đến thăm anh Trung và muốn gửi một số tiền của quý anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho anh Trung để anh có cái kinh phí tiếp tục trang trải cái cuộc sống. Anh có vợ và hai đứa con nhỏ. Hiện anh Trung đang sinh sống với cha mẹ của anh. Thì mẹ của anh Trung cũng bị căn bệnh ung thư ngực, quý vị. Cô ấy cũng chạy chữa mấy năm nay. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì Phi mời quý vị cùng Phi đi vào nhà của anh Trung nha. Đường đến nhà của anh Trung là có qua một cái cánh đồng rất là đẹp. Hiện tại là lúa đang xanh, rất là xanh quý vị, xanh rất là đẹp. Cảnh đồng quê của Núi Thành nha mọi người. Thì có hai anh ở Mỹ cũng muốn Phi quay cái cảnh đồng quê, quê hương của anh Trung cho hai anh xem. Thì hai anh cũng ở nơi xa, rất là xa, và cũng nhớ về quê hương, cũng mong muốn nhìn thấy cái cảnh quê hương đó mọi người. Đây là cái con mương nhỏ cung cấp nước cho cánh đồng đây quý vị. Con mương này là chắc là tuổi thơ sẽ không bao giờ mà thiếu quý vị. Lúc trước là Phi cũng thường hay tắm mương đây. Ok, thì Phi mời mọi người đi về phía hướng kia, nhà anh Trung ở chỗ kia nha mọi người. Cảnh đồng quê, con mương cũng như là ruộng lúa rất là đẹp và mát mẻ mọi người. Thỉnh thoảng có nhiều nhà trồng mấy cái trụ rơm đây. Ui, phía trước có một cái hàng cao rất là đẹp mọi người. Đó, đây là một cái hàng cao mà ông bà ta ngày xưa là hay ăn trầu đó mọi người. Rất là đẹp luôn. Nơi đây thì nước nó lợ quý vị, thì nó gần biển nên nước biển nó dâng lên và nó thành một cái nguồn nước lợ, nên bà con ở đây thường nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua để kiếm thêm cái thu nhập. Ok, tới nhà của anh Trung rồi mọi người ơi. Dạ, em chào anh Trung. Dạ, chào cô nha. Dạ, anh khỏe không anh? Trung cũng thường thường đó chứ, không khỏe lắm. Cũng thường thường hả? Dạ. Trời, trời, em thấy đóng cái cửa ngoài nó sáng chói quá. Khỏe, lúc khỏe, lúc mệt vậy đó. Lúc khỏe, lúc mệt hả? Rút nè hả? Dạ, rút nè. Chân anh nó co rút thường xuyên mọi người. Đây. Cái này là chỗ nào ta? Nó bắt ngựa gấp. Gấp này hả? Rồi, ok. Anh lâu nay ăn uống được không? Ăn ít để cho được chán cơm. Ăn được chán cơm hả? Rồi đón được chán vậy.
rồi ngủ nghỉ có được không? Có còn khó ngủ nữa không? Ngủ thì cũng chập chân vậy đó. Chập chân. Dạ. Tay chân anh co rút liên tục. Anh Trung là Phi cũng có chia sẻ rất là nhiều rồi mọi người. Anh là bị tai nạn lúc trước, bị dập tủy sống cổ, nằm một chỗ, liệt tứ chi, liệt từ cổ để xuống. Tay chân co rút thường xuyên luôn. Thì con cũng được biết là vợ của anh Trung là mới đi hả cô? Đi được 2 tháng. Đi 2 tháng rồi hả? À. Trước Tết. À, đi trước Tết hả? Là có nguyên nhân gì không mà chỉ đi vậy? Cũng không có nguyên nhân gì hết mà rồi tuổi tốt cũng còn trẻ thì không đi nữa, nuôi biết con mình thì thấy cũng tội thôi, chứ rồi đi thắng đi thôi. À. Nói chung là cũng không có vấn đề chi. Rồi chỉ đi là chỉ dẫn hai đứa con đi. Hai đứa con đi. Ngồi ra là nuôi không nổi. À. Không biết đi đâu hả? À, về quê ngoại. À, về ngoại. Ngoại ở Đắk Lắk đó. À, có nghĩa là chỉ dẫn hai đứa con về ngoại. Bây giờ là cô chăm sóc cho anh Trung hả? Chăm sóc đây là cũng mượn người ngồi, đứa lên đứa xuống chứ cũng cô. Cô bưng chắc cô bưng không nổi hả? Thế rồi ai bưng bê anh Trung qua giường? Thì đi ngồi đường đó, cái keo vô, cái hợp bằng mấy giường. À. Có nghĩa là... Có hầu bo hắn ở nhà thì bo hắn cũng không bồng nổi. Dạ. Nấm lâu lên thôi. Âu được, âu được. Thế là mình đi ra ngồi ngồi đường thấy ai là mình nhờ? Cái keo, cái hợp vô bằng mấy giường. Dạ. Rồi cô vẫn đi bệnh tình cô thấy thế nào rồi? Cũng thường thường đi ra chứ cũng không khỏe. Cô cũng bình thường hả? À. Cô là tính đến nay là cô bị mấy năm rồi ta? 5-6 năm gì đó hả? 4 năm. 4 năm hả? Ừ, năm ngồi 17 năm đi. Dạ. À, cô là bị ung thư ngực quý vị, 4 năm nay. Cô đã phẫu thuật cắt một bên. Và bây giờ cũng đang uống thuốc phải không cô? Uống thuốc miết đó, uống thuốc chân tay ảnh co giật liên tục mọi người. Hiện tại là anh Trung là bị liệt từ cái cổ để xuống nên mọi cảm giác là đều không có luôn. Và tiểu tiện cũng tự ra, không có biết. Còn rút là còn mày. Ừ. Rồi bên đây có uống thuốc gì không anh? Không, uống thuốc thì uống vô cũng mệt quá không uống nữa. Uống vô cũng mày. Uống bệnh rút càng nhiều quá thôi, càng cơ nhiều quá. Chị cũng không uống thuốc gì hết hả? Vô bất. Thì mùa vẫn mệt lắm thì đúng. Dạ. Thì mùa vẫn rút càng cứng cơ quá thì cũng uống tận xỏ rồi. Dạ. Yeah. Còn cũng tay anh là phải bó buộc vô cái xe, không là nó giật nó rất. Tay chân rất là cứng luôn. Cứng gì đây? Cứng ngắc luôn. Cứng đúng rồi. Cứng ngắc luôn. Phải bẻ nó mới lên, còn không bẻ thì thôi. Bây giờ là bẻ mạnh vô xin đi. Thấy cứng quá thì từ từ nó có dịu bớt hơn chứ không? Anh trong năm nay là 43 tuổi hả? 43 tuổi. Con người của anh cũng to con mọi người. Nên bây giờ cô chắc cũng yếu, cũng có tuổi rồi nên cũng khó mà bưng bê anh qua giường được. Bê ông nấu luôn. Mà bản thân của cô lại bị bệnh nữa. Lâu nay em cũng không ghé anh, hôm nay cũng ghé thăm anh hỏi sức khỏe, với lại nhân tiện cũng gửi cho anh thêm một số tiền của quý của bác anh chị Mạnh Thường Quân, họ tài trợ thêm cho anh ít kinh phí để anh có thể mua thuốc gì đó uống, hay là trang trải cuộc sống ăn uống gì đó ha. Dạ. Thì nói chung là vợ anh thì anh có theo đạo Phật được gì không? Dạ, cũng không. Nói về vợ của anh thì chắc cũng chỉ chăm sóc cho anh được mấy năm rồi ta? 2 năm hả? Từ khi anh nằm xuống thì chị cũng chăm sóc cho anh được 2 năm. 2 năm mấy hả? Thì nếu mà anh có theo đạo Phật thì anh cũng tin đó là một cái nhân duyên đấy. Khi
khi mà chị trả nợ hết thì chị đi. Có thể là làm hiểu là về nhân quả của đạo Phật thì khi mà chị hết nợ thì chị đi. Mình cũng đừng có buồn phiền nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe ha. Dạ. Quý vị thấy không? Cơ thể của anh co giật thường xuyên, rất là tội. Đó, gồng này mà gồng này không nổi. Gồng không nổi hả? Cứng quá. Nhất cho ta là nhất cũng được. Giờ cô là phải thường xuyên ở bên để thay cho vợ anh Trung. Để phải lo chăm sóc cho anh ăn uống rồi vệ sinh. Bây giờ anh mặc ba bi ha? Dạ, cái đợt đó là có ống thông tiểu ra ngồi mà giờ mình không ái nữa hả? Cọc được trước, cọc cái bô á. Mà giờ cái bô mó cọc không được. Bô từ bằng lên bên xa rồi. Cọc được, mặc ba bi miết hả? Thế rồi cũng có lâu rồi ngày rồi cũng có lỡ không? Chưa biết. Mới mặc đây hả? Mặc cũng được 2-3 tháng rồi. Tới rồi. 2-3 tháng rồi. Lúc vừa đi biết chừng này. Lúc trước đó là anh không có mặc ba bi mà đặt cái ống thông tiểu ra bên ngoài có cái bịch. Nhưng mà từ khi vợ anh đi là cô không có làm được cái việc đó nên cô mặc ba bi cho anh ha. Nhưng mà không biết về lâu về dài thì nó có bị lỡ hay không. Nhưng mà trước đây nó lỡ rất là nặng đúng không? Trước đây cái mông anh lỡ rất là nặng mọi người. Rồi, cô ngồi xuống đây, con gửi cho cô anh Trung ít tiền cô lo cho ảnh ha. Ok, thì hôm nay con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm quý Mạnh Thường Quân gửi cho anh một số tiền. Thì đây, Phi có ghi ra một danh sách đó. Là có anh Hoàng với anh Hải á, là quê ở miền Trung này nè. Hiện đang sống ở bên Mỹ á, ảnh thấy hoàn cảnh của anh Trung thì gửi cho anh 2.3 triệu. Và con cũng xin trích ra thêm một số tiền của quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân gửi về để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì con trích ra của cô Hồng Điệp ở bên Úc là 1 triệu. Chú Dương Văn Việt vừa rồi mấy ngày trước gửi cho Phi 2 triệu thì Phi trích ra 1 triệu. Chị Đoàn Thị Thanh Mai cũng vừa rồi gửi cho Phi 20 triệu thì Phi trích ra 2 triệu. Anh Phong Trần ở bên Mỹ Phi trích ra 1 triệu. Một cô giáo tên ở Anh Quốc thì cũng trích ra 1 triệu. Anh Đào Ngộ ở bên Mỹ cũng 1 triệu. Gia đình của chị Kim Chi ở Nam Phước là 500 ngàn. Và cuối cùng là chú Hồng. Chú Hồng ở Bago cũng là một thành viên của Hội Thiện Nguyện Úc Châu, Melbourne và Sydney. Vừa rồi cũng gửi cho Phi 20 mấy triệu, đây Phi trích ra 2 triệu nữa. Tổng số tiền là 11 triệu 800 ngàn. Con đã chuẩn bị sẵn cái số tiền đây. Đây, cô kiểm tra lại giùm con ha. Từ 800 đó cô. Ta mẹ gia đình cô cũng xin cổ mang anh chị mà cũng thương hệ cho con tôi mà ngộ cho con tôi trừ tôi cũng không biết nói gì để cổ mang. Không có gì thôi cô giữ số tiền rồi cô lo cho anh nha. Thì con cũng hy vọng là với cái số tiền này cũng không lớn nhưng mà nó cũng đủ cho anh chi tiêu trang trải mua đồ thuốc men ăn uống hàng ngày cũng được một thời gian. Thì đến hiện tại là con cũng đến đây là cũng kêu gọi giúp đỡ cho anh cũng được rất mấy đợt rồi. Thì nói chung là cũng nhờ tình thương của xã hội
Nhờ tình thương của quý cô bác anh chị mình thường quân từ trong nước cũng như là ngoài nước quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Trung để anh có chi phí mà lo hàng ngày cho anh. Thì anh cũng không may là vướng vào phải cái cảnh này quý vị. Cũng trên cái đường đi làm về thì anh dấp phải một cái ổ gà và anh té xuống một cái mương, anh cắm cái đầu xuống và từ đó là dập luôn cái tủy sống cổ, liệt tứ chi. Quý vị cũng đã thấy này, chân tay của anh là không thể nào mà làm chủ được, cứ co rút thường xuyên. Anh có thấy trong người nó khó chịu không? Mệt. Mệt trong người. Tính người đó. Mệt. Ấy gì? Mệt. Em dòng mấy đứa thôi. Mệt. Mình ăn mình có cảm giác có ngon không anh? Ăn thì cũng tụm tụm chứ cũng không ngon lắm. Ăn cũng tầm tầm chứ không? Miệng đáng ngát. Cái miệng nó đắng. Bây giờ miệng anh cũng đắng, ăn cũng không thấy ngon. Rút miết thì đây rất là mệt, mệt khờ, nó rút không ăn luôn. Dạ, bây giờ cô cũng có uống thuốc nam không cô? Cô ơi, thằng Trung. Dạ, dạ con chào chú. Chị thằng Trung à? Dạ. À, con mới lên PT Mộc á chú. Dạ, chú đi làm về hả chú? Dạ. Nói chung là cô uống thuốc tay thôi chứ còn đông tay non bác không uống, cô uống thuốc bệnh viện đó rồi. Còn trong đây thì đứa cá hậu thì cũng uống mà uống vô cũng phải là mệt. Thuốc rồi đeo qua sách đó mà lo dạ. Cô là cô uống thuốc tay thôi thuốc chứ không có uống bệnh viện. Nói chung là uống thuốc bệnh viện thì đi đi khám gì cả, cho là uống thôi. Dạ. Yeah. Uống thuốc ngồi. Dạ. Yeah. Thấy là dạng nữa đó. Còn gì bất cứ là cô đa cô ra viện thôi chứ còn thuốc ngồi là cô không có được uống. Chân anh con rút cứng đơ, mọi người thấy cứng đơ luôn đó. Chúng bằng lại cái ở qua đông. Em phải anh ngồi hồi sáng giờ cũng mệt rồi thì bây giờ phải bế anh qua giường. Hồi trước là vợ anh bế anh rất một cách rất là gọn gàng quý vị. Rất là gọn gàng, anh bế vợ của anh bế qua một cách rất là gọn gàng. Mà giờ là cô chú mẹ của anh, ba mẹ anh thì cũng có tuổi rồi mà không biết bế như thế nào đây. Thì mọi người cùng xem nha. Để sáng kia nữa hả? Sáng qua cái mình đẩy qua khéo rớt nè. Chân nó cứng lắm phải. Kéo từ từ từ. Lần đẩy qua. Rắc. Cuối cùng cũng đã đưa anh qua được bên cái giường rồi. Đây là cái công việc mà vợ của anh làm hàng ngày. Mà giờ vợ của anh thì mày không chú
Mệt rồi. Mỗi lần đưa lên thì xuống ngắt luôn á. Hết sức luôn hả? Trừ cô chú làm thì mới biết được vợ của anh Đông hồi trước làm như thế nào. Thì anh cũng mạnh với là anh cũng có thế mà mình yếu rồi cái hình chuyện đó. Rất là vất vả. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú Hà? 34. Chú 74 tuổi rồi hả? Ừ. 74 tuổi rồi. Giờ có nuôi cá nuôi tôm, còn nuôi cá nuôi tôm gì không? Mình cũng nuôi cứ bón canh nữa đâu chứ còn. Dạ. Cũng có. Dạ. Nuôi mà nuôi. Nuôi bón canh thôi, nuôi ít chứ. Nuôi ít chứ. Nhiều quá là lụt vô con trâu thấy cũng lỗ hả? Ừ. Rồi chú cũng có rồi chú có nuôi một số tôm cua nhưng mà lũ lụt vừa rồi nó vô nó trâu hết quý vị, cũng rất là tội. Hai vợ chồng thở luôn hả? Anh cũng mệt lắm hả? Làm xuống là làm xuống là giỏn cơ rồi. Dạ. Yeah. Ngồi cái là rút cơ lại đó, cái mình làm rồi làm giỏn là mệt, mệt xí. Làm xuống nó giỏn cơ ra nó mệt. Mệt xí cũng muốn là đỡ rồi. À, mới đầu lúc mà mới nằm xuống là nó sẽ có cảm giác mệt. Giỏn rồi đó. Giỏn. Nằm một tí rồi nó hết giỏn cơ là làm nó đỡ mệt ha. Đỡ mệt. Có nghĩa là mình đổi tư thế từ ngồi qua nằm nó nhanh đột ngột quá là nó cơ thể nó chưa có đáp ứng kịp. Ừ. Vậy mà cái cơ thể ảnh to con như vậy mà khi mình bồng lên cũng mệt cô. Mệt lắm bồng. Ừ. Không nổi. Chân ta không đẹp chứ đâu có tay có rút gì đâu mà dạ. Lọ kỳ được. Chân tay ảnh thì cơ thể ảnh vẫn còn nguyên còn quý vị. Nguyên bạn, không nó không có co rút, không có teo cơ hay là teo chân tay gì. Không khô không được, dạ. Gì được hết. Thì bình thường giờ tập có trần ri ra con mũi con đùi bò cũng keo rồi con chi bò mạt nó cũng keo la cái đùi đấy. Ừ. Nữa anh chị không được. Thôi ok thì Phi đến thăm anh Trung cũng gửi cho anh một ít tiền để anh có cái kinh phí anh trang trải cuộc sống quý vị, mua thuốc mua men và ăn uống. Thì Phi cũng xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ giúp cho anh Trung. Phi cũng xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc tất cả quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân, cô bác anh chị khán giả đang xem kênh của Phi một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương. Hẹn quý vị vào những clip tiếp theo của Phi nha. Rồi, cảm ơn mọi người.